anh chị ạ. À? Những cái này cũng phải học đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Hiểu chưa? Cái sai lầm lớn nhất của người đàn ông là yêu cục bộ mà không yêu toàn bộ. Cái sai lầm lớn nhất của phụ nữ đó là rõ ràng trong đời có cơ hội cầm được thằng đàn ông, cầm được hoàn vàng rồi, thông thường là vứt mẹ vàng đi xong vơ hoàn đất vào làm chồng. Vì họ quyết định bằng cảm xúc. Các chị ạ, cái thằng mà nó bằng vàng ấy, đôi khi nó không khéo, nó xù xì lắm, nó vụng lắm. Nhưng mà chị mày mới lớn như cái mẫu gương là phải thích cơ, phải yêu em, phải ga lăng, phải tôn trọng, phải nhiệt tình. Đặc biệt chồng em là phải dễ thương. Dễ thương không nằm trong từ điển đàn ông, nhưng với đàn bà thì rất quan trọng. Cái gì ạ? Cho nên lấy thằng đàn ông dễ thương phải làm gì? Đàn ông phải xung phong, đàn ông phải làm, đàn ông phải xây nhà, đàn ông phải có tiền, đừng nói nhiều, chờ tiền bận. Đằng này lấy thằng chồng về, lúc quan trọng nhất cần đến chồng mà dễ thương thì mẹ tôi nói lấy thằng đó về chỉ để lên bàn thờ, bà về bà ngửi chứ bà không ăn. Mà lấy chồng về ăn hay ngửi nó thôi. Ăn nào, ăn cái gì? Cái gì nói thôi. Hả? Sao? Nên đàn ông mà dễ thương lấy được cái gì? Nhưng mà với nữ quan trọng lắm, đúng không? Thằng đàn ông quan trọng nhất là lúc nhà nó cháy thì người đàn bà thấy quan trọng lắm. Những lúc bạn khó khăn về tâm hồn ấy, thì người đàn ông quan trọng với chị lắm. Thế thì cái thằng đấy nó phải đủ năng lực chứ. Nhà cháy là chồng nói, ôi trời ơi nhà cháy, cuốn lên. Thế chồng đang ngồi trong nhà khóc. Vì anh ấy dễ thương lắm. Mẹ kiếp. Cho nên đúng là thằng chồng là thằng đàn ông. Mẹ mặt nó lì như trâu, con vợ nhảy tưng tưng ra từ từ kẹp cổ. Mẹ nhà cháy là cuốn, nó cứ cuốn. Còn anh, còn em, còn tất, mọi thứ là vô nghĩa nhá. Tất cả trên đời này, mọi chuyện là chuyện nhỏ. Sau đó, vặt cái vòi xăng lấy 2 lít, đổ mẹ cho cháy luôn. Ôi trời, thầy thường báo cứu. Đã bảo mà này, mấy khi hai đứa nhìn chính nhà mình cháy, hai. Đấy mới là đàn ông chân chính. Nó phải thể hiện khí phách đàn ông. Cho nên đàn bà bao giờ cũng thích đàn ông đều. Bạn nên nhớ điều đó. Vì cái chất hoang dã và cái chất hư, chất đều đều ấy, nó thể hiện rõ nét nhất phẩm chất đàn ông. Cho nên mấy thằng tử tế, sao bọn đàn bà đều thế ta? Nó mất dạy thế mà sao cứ lao vào ta? Ta không lao vào mày vì mày có những nét hoàn toàn không cá tính. Các chị nên nhớ điều đó. Cho nên làm lãnh đạo nó cũng thế thôi. Anh đừng có mang những cái logic này ra anh hót cái thôi. Đúng chưa nào? Mẹ cha nó cháy, phụ nữ cầm con vợ cầm cái bình gì, mà cái bình nó cứng lắm. Anh đâu giúp em, giúp em. Mẹ gặp cái thằng chồng dễ thương để anh. Nhưng mà thôi để anh đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Mẹ cái hạng ấy thì làm cái gì? Hả? Đi chơi với đàn bà là phải quyết đoán lên, ào ào lên. Biển một bên và em một bên. Nhảy vào ôm mẹ thật đâu. Đau bỏ ra khiếp, không được bỏ. Vì nó kêu là để kêu thôi chứ không phải kêu là kêu. Khiếp là hoài. Phải bỏ ra là mày sẽ làm. Có đúng không? Chứ gặp cái thằng chồng dễ thương ngồi, bắt đầu thực hiện đúng 4 bước cho đàng hoàng. Bắt đầu vào trận cái là khỏi động. Xong đấy, vượt chứng ngại rồi. Tăng tốc, rồi mấy gì? Về đích. Mẹ nữ tao nó thật là tát rồi mặt. Mẹ chứ bà mà đang muốn về đích mà cứ khởi động hoài. Có đúng thế không? Nói coi. Đúng mà. Cho nên là tôi đang nói doanh nghiệp phải làm gì, đúng không? Các anh chị học, các anh chị, tôi có cơ hội tôi nói quản trị tài chính thực hành cho các anh chị coi. Lãnh đạo là phải đổi. Tổ chức là phải thay đổi ngay, ngay hôm ngày mai làm liền. Già lại, đúng không? Các anh chị thấy bất ngờ luôn. Tôi về công ty thôi, tôi chỉ cắt, báo cắt. Thằng nào thích đăng lên mạng internet, báo lại phòng vô, báo cho tao. Nó tăng được một khoản tiền. Nước tăng một khoản tiền. Quản trị cái điện thoại tăng khoản tiền. Điện rất tẩm. Tôi chưa làm cái gì mà tự nhiên một tháng lãi mẹ gần nửa tỷ bạc. Ok. Tôi chưa động đến nhân viên nhé. Nhân viên ấy, một, đuổi. Hai, không đuổi, giảm nửa lương nếu mày thích, còn không mày đi chỗ khác. Ba, các chị ạ,
giữ luôn lương nhưng tăng cường độ gấp đôi, chơi 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 biến, các chị có dám làm? Thì bảo làm cái gì, bảo làm không được, bảo ông Lý Thuyết ông mang đấy tôi làm được, nhưng không làm cái gì thì không bao giờ nó ra cái gì, các chị có nhớ không? Mà làm ấy thì nó được 30% còn hơn là không không làm gì đó. Thế đấy mới gọi là quản trị doanh nghiệp là thế. Thế là quản trị tài chính phải áp dụng nhá, quản trị thời gian phải xong nhá, áp dụng ngay biện pháp động viên nhân viên nhá, sau đó quản trị làm việc nhóm nhá, đừng để nó tan rã, đúng không? Sau đó quản trị làm việc theo mục tiêu nhá, 31 cái nghiệp vụ quản trị, cứ từ từ mỗi cái áp dụng dần dần, các anh chị không đứng được nó mới là lạ, tuyệt đối đừng đánh du kích. Thế bây giờ riêng về tài chính thì các anh chị biết là các anh chị dính phải phải thu. Bây giờ cái khoản phải thu thế này là do mình sơ suất, mình bán chịu quá nhiều, không thể nào thu được. Mà đối tác của mình ấy, ý chí trả nợ thì có, nhưng mà dòng tiền thì hết, là vì kinh tế nó khó. Vậy thì các anh chị xử lý thế nào đấy? Tức là nó có một cái môn dạy về nghề thu nợ, các anh chị ạ. Thế bây giờ các anh chị mới thấy tồn kho. Thế bây giờ giải phóng tồn kho thì giải bằng cách nào? Tức là cái bài thông thường mấy chú đi ạ, giảm giá. Giảm giá thưa các anh chị không ép phê, các anh chị ạ. Tức là nó giảm được bao nhiêu đâu. Cái thứ hai nữa, anh mà bán hết thế này thì thực ra nó không có ý đồ rõ ràng. Thế bây giờ thay vì giảm giá thì tôi mới cắt lô rồi. Ví dụ tôi có một cái nhà, một cái lốc nhà 100 căn, đừng giảm 100 mà tôi giảm 5 căn thôi, để tôi cứu nhất thời cái dòng tiền này. Nhưng 5 căn này tôi giảm hẳn đi một nửa. Còn bây giờ các chú nó cứ giảm đều 30% mới bán được, tôi chết đi. Thế là dòng tiền không có, mất hết cả phí cầu yếu. Giảm 5 căn, giảm 6 luôn, bán xong cái tất cả mọi chuyện giải quyết xong, mẹ ta làm lại từ đầu. Còn 95 căn ta để nguyên tông hạn nhé, ta nói cho mày biết đó, mày lì tao cũng lì. Đấy là một chiến thuật. Chiến thuật thứ hai là gì? Không giảm, giữ nguyên giá nhưng mà tăng mức chiết khấu, tăng cái discount. Bạn mới gọi mấy thằng đại lý công ty nhà mày ra đây, tao có 100 căn mày bán được á, là giá kỳ vọng là tao cần 10 đồng, hiện nay tao đang hô giá là 13 đồng, mày bán được tao cho 13 đồng, tao chỉ lấy 10 thôi. Thì các anh chị biết, nếu các anh chị đừng hạ giá.